Tôi thì ngoài hát bài cuối cùng của anh Vắng Mơ Một Ngày Về, và bản nhạc thứ hai là Vắng Mãi Việt Nam. Ok, xin mời tất cả anh em quân nhân mặc quân phục lên đây để hát bài kết thúc. Xin mời tất cả các anh chị nghệ sĩ lên, chúng ta cùng hát cái bài Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về và Mãi Mãi Việt Nam. Chương trình xin được mời Ban Anh Thư Thị Nguyện với nhạc phẩm Em Vẫn Mơ Một Ngày Về. Dính ngay cái chậu. Tôi cần cao dữ cao đây, tại vì mấy người nhiều khi đi qua anh vót rồi. Dạ, sau đây anh Thư Thị Nguyện xin trở lại với nhạc phẩm Em Vẫn Mơ Một Ngày Về. Dạ, xin kính mời cô chú anh chị mình lên đây để chụp có tấm hình. Đưa mà điện thoại không làm gì được. Sao bà hồi đi rồi ngồi vậy? Dạ. Anh Thư Thị Nguyện hát xong bài Việt. Rồi, anh xoay vô người chứ anh xoay ra ngoài. Xoay ngoài nó tối. Xoay vô trong nãy vô đúng trong rồi. Chứ nãy đâu ra ngoài. Xoay vô anh đi tốt hơn. Xoay vô trong giống nãy đó, giống như cũ á, yeah. Như cũ đó. Yeah, mua mua mua. Mua mua mua. Cảm ơn anh. Lên xuống lên anh lên gần. Trời
em ca bài mừng quê hương thanh bình. Rồi bình minh tới em đưa em về làm, ngày nào con đón kia anh em chào mừng, thôn quê tưng bừng muôn chim reo hò hát mừng người vừa về sau chiến tranh. Trùng xóa gục cầu xiềng đông bão năm, em vẫn mơ một ngày nào anh với em chung tình bạn đầu trên quê hương nghèo trong khu rừng già trước mái nhà cờ vàng bay phất phơ. Việt Nam kiều hùng, VN là Việt Nam.